Ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ và làm việc ở lĩnh vực quản lý du lịch được mọi người rất ưa chuộng. Làm việc trong lĩnh vực này đem lại nhiều điều thú vị, chẳng hạn như gặp gỡ những người mới và cơ hội đi du lịch. Nếu bạn có niềm đam mê với những thứ liên quan đến du lịch, thì quản lý du lịch chính là ngành nghề lý tưởng dành cho bạn. Và ở trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng công ty tư vấn du học L&D tìm hiểu về du học nghề ngành quản lý du lịch tại trường cao đẳng cộng đồng Okanagan nhé. Quản lý du lịch là một chương trình học nghề tại trường cao đẳng cộng đồng Okanagan, cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu thông qua các khóa học lý thuyết và thực hành. Tại chương trình học này, các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức, cơ hội và kỹ năng cần thiết để phát triển trong lĩnh vực du lịch. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này rất thích hợp cho các vị trí giám sát và quản lý tuyến đầu trong ngành du lịch. Và bây giờ, các bạn hãy cùng công ty tư vấn du học L&D tìm hiểu về những lý do tại sao bạn nên du học nghề ngành quản lý du lịch tại trường cao đẳng cộng đồng Okanagan nhé. Quản lý du lịch được gắn liền với quản lý kinh doanh và là ngành học cấp đầu trong quản lý học. Nó sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức chuyên môn về quản lý du lịch, phẩm chất tư tưởng đạo đức tốt và các tố chất toàn diện. Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý du lịch có thể làm việc tại các bộ ngành liên quan đến quản lý hành chính du lịch, các công ty du lịch, điểm du lịch, công ty tư vấn du lịch, công ty thương mại điện tử du lịch, các công việc quản lý kinh tế du lịch và các khu vui chơi, vân vân và vân vân. Đặc biệt chương trình co-op giúp cho sinh viên đi thực tập tại những công ty lớn theo đúng với chuyên ngành học và ngoài ra còn được hưởng lương, có cơ hội tiếp cận với thực hành thực tế và chuyển tiếp lên các trường đại học khác tại Canada. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này sẽ được cấp văn bằng quản lý du lịch bởi trường cao đẳng cộng đồng Okanagan. Đây là cơ hội để bạn nhận được bằng cấp quốc tế và sang Canada làm việc bất cứ lúc nào. Với quy mô lớp học nhỏ, chỉ khoảng 20 sinh viên, các bạn sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tương tác với giảng viên và bạn bè hơn. Chưa dừng lại ở đó, cơ sở vật chất tại Okanagan vô cùng hiện đại, có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu học tập của sinh viên. Và cuối cùng là chi phí học tập rẻ hơn so với chất lượng giảng dạy, học phí cho cả chương trình 2 năm học chỉ từ 28.320 đô la Canada. Nghe thật hấp dẫn phải không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký du học ngay trong hôm nay. Và đặc biệt khi đến với L&D, bạn sẽ được hỗ trợ dịch vụ miễn phí lên đến 100% và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình du học. Từ đó giúp bạn dễ dàng thực hiện ước mơ du học của mình. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, nhớ bấm like và share để nhận được nhiều video mới từ L&D nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.